Chiều hôm qua 26 tháng 3, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ nguồn vật liệu cát san lấp cho dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố Cần Thơ đã tập trung triển khai dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ. Nhu cầu vật liệu cát san lấp cho dự án khoảng 7 triệu mét khối cát. Hiện còn thiếu khoảng 4,7 triệu mét khối. Do đó rất mong muốn được Sóc Trăng hỗ trợ nguồn cát để Cần Thơ cùng các địa phương khác hoàn thành dự án trọng điểm quan trọng này, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trao đổi với đoàn, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thông tin hiện trên địa bàn tỉnh có 7 mỏ cát sông làm vật liệu xây dựng thông thường, tổng trữ lượng 16,5 triệu mét khối, trong đó 8 triệu mét khối sử dụng cho cao tốc qua địa bàn tỉnh và 500.000 mét khối phục vụ cho cầu Đại Ngãi. Đối với các biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng và triển khai dự án đánh giá tài nguyên khoáng sản phục vụ khai thác các biển với trữ lượng khoảng 145 triệu mét khối là phương án khả thi có thể hỗ trợ thành phố Cần Thơ. Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng khẳng định, với trữ lượng 7 mỏ cát hiện có trên địa bàn tỉnh, Sóc Trăng sẵn sàng ưu tiên cho thành phố Cần Thơ và đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh rà soát cụ thể trữ lượng nguồn cát sông hiện có để hỗ trợ thành phố Cần Thơ. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng mong muốn Cần Thơ xem xét phương án đầu tư sử dụng nguồn cát biển để cùng hoàn thành dự án có ý nghĩa quan trọng của vùng.